Sống vui trong kiếp con người Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bồn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức kính thưa quý phật tử tối hôm nay ngày 12 tháng 11 năm 2019 nghìn À, chúng tôi lại có duyên được trở về à, Hiền Như Tịnh Thất Ở tại Nam Cali à, Để chia sẻ Phật Pháp đến đại chúng à, Mỗi lần à, trở về tại nơi này Chúng tôi có rất nhiều cái kỷ niệm Nhiều cái cảm xúc và nhiều cái niềm hoan hỷ Và hình như chúng ta lâu rồi mới gặp lại phải không ạ? hình như cũng mười mấy năm rồi đó <laughs> có những người rất là quen cũng có những người rất là mới và đến đây chúng tôi hơi cảm thấy lo lắng một chút lo lắng là bởi vì sao bởi vì đại chúng và đạo tràng ở đây có duyên được học pháp với rất nhiều vị giảng sư chư tôn đức tăng ni ở các nơi trở về đây cho nên trình độ và kiến thức phật pháp của quý phật tử ở đây rất là cao à. cho nên giảng pháp cho người sơ cơ bắt đầu thì nó dễ còn giảng pháp cho các cái vị cao thủ hơi ngại à. thưa đại chúng cái đề tài tối hôm nay chúng tôi chia sẻ cho đại chúng là nhận diện và chuyển hóa bệnh duyên. À, trong cuộc sống ngày hôm nay, một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm đó là sức khỏe. Và chúng ta cũng biết rằng nếu không có sức khỏe tốt, thì chúng ta sẽ bị trở ngại rất là nhiều và dầu đó, dầu người đó là một người rất là thông minh, có cái thiên tính, có cái thiên phú bẩm sinh, có điều kiện rất tốt, có sự yểm trợ từ gia đình, từ xã hội và có đầy đủ tất cả những cái nhân duyên lành. Nhưng nếu như người đó mà không có sức khỏe thì cũng bất lực. Không thể nào chúng ta sống an lạc được không thể nào tu tập thành tựu sự an vui và giác ngộ giải thoát được. Như vậy thì quan điểm của đạo Phật như thế nào về vấn đề sức khỏe? Quan điểm của Đức Phật nói như thế nào về vấn đề cái bệnh duyên trong cuộc sống, nguyên nhân của bệnh và những cái phương pháp nhận diện và chuyển hóa cái bệnh tật trong con người của chúng ta. Đây là những nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ tối hôm nay và sau cái thời chia sẻ thì đại chúng có những cái thắc mắc nghi, nghi vấn đại chúng có thể hỏi và chúng tôi tùy nghi trả lời cho quý vị thưa đại chúng rằng là đức phật dạy về giáo lý tứ đế thì cái chân lý đầu tiên đó là khổ mà trong cái khổ thì có bác khổ tám loại khổ căn bản à, mà trong tám cái nội khổ đó thì có cái gì bệnh khổ và thưa quý vị bệnh là một cái sự thật của cuộc đời ai cũng phải đối diện hết cho nên các vị thấy người phàm chúng ta người uh, cư sĩ chúng ta bị bệnh là chuyện đương nhiên và các bậc thánh có bị bệnh không ạ các vị a la hán có bị bệnh không ạ và thậm chí đức phật cho nên uh, có thân thì có bệnh và chúng ta khi mà Mỗi khi chúng ta mà cơ thể nó nhúm bệnh Và có những cái biểu hiện không khỏe trong con người của mình đó, Thì một trong những phương pháp mà chúng tôi thường chia sẻ cho quý Phật tử là gì? Hãy nghĩ đến các bậc thánh nhân Các bậc cao tăng Và ngay cả Đức Phật ngày xưa Ngài có thân tứ đại thì phải có gì? Có bệnh Một hôm thì Ngài một Quyền Liên Gặp tôn giả xá lợi Phật và hôm đó tôn giả xá lợi phất bị bệnh. Tôn giả một kiền liên mới hỏi ngài xá lợi phất bạch tôn giả bệnh này đã phát sinh ra lâu chưa? Ngài đã bị lâu chưa? Thì ngài xá lợi phất mới trả lời rằng là trước khi xuất gia tôi cũng đã bị bệnh này và lâu lâu khi thời tiết nó thay đổi thì bệnh này là tái phát. Ngài một kiền liên mới hỏi ngài xá lợi phất vậy thì khi mà ngài bị bệnh như thế thì ngài dùng cái thuốc gì Tôn giả Xá Lợi Phất mới trả lời rằng là <laughs> hồi ở nhà đó, ở vùng quê ta tại Nalanda có một cái phương thuốc uh, trị liệu theo dân gian cổ truyền và mỗi lần khi cái chứng bệnh này nó tái phát á ta dùng cái thuốc dân gian này để mà trị bệnh. Thì khi mà hai vị tôn giả đàm thoại nói chuyện với nhau thì có một vị chư thiên mà các vị biết rằng khi mà các vị Thánh A-la-hán đi đâu đó, thì cũng có chư thiên theo hộ trì hết. Cho nên có một vị chư thiên nghe được. Và vị chư thiên đó mới đến báo với một cái vị cư sĩ là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Ngày mai, tôn giả Xá Lợi Phất sẽ đi vào làng này khắc thực. Bà hãy đi tìm cái vị thuốc đó để cúng dường và bởi vì à, bổng sư của bà đang bị bệnh. Và sáng hôm sau Ngài Xá Lợi Pháp đi khắc thực Đúng vào cái làng đó Và Ngài rất là ngạc nhiên Tại sao hôm nay cái vị nữ thí chủ của mình Lại cúng thuốc Thay vì cúng thực phẩm Mà lại dân thuốc đúng theo cái vị thuốc Gia truyền mà mình Đang cần để trị bệnh các vị biết lúc đó Ngài Xá Lợi Phất nói làm sao không? Có lẽ một người đã nghe lén ta mới đến mắt bà cúng thuốc cho ta Vậy thì ta không nhận cái thuốc này Trong cuộc đời của các vị cao tăng và thánh tăng á, Các ngài không bao giờ tạo một cái điều gì Để khiến cho cái vị Phật tử đó phải làm cho mình Hãy để mọi thứ theo nhân duyên Và cái sự tự nguyện phát tâm Cho nên khi biết được Có một vị chư thiên hay là một vị hộ pháp Vì mình mà khuyến hóa người khác phải cúng dường cái này phải dân cái kia thì các vị thánh tăng các vị a la hán các ngài khước từ hết để làm gì ạ để giữ gìn cái sự thanh tịnh cho người cư sĩ và giữ gìn sự thanh tịnh cho giáo pháp cho đạo pháp cho nên ngài không nhận cho nên cái nguyên lý đầu tiên của bệnh duyên là gì tất cả mọi người trên cuộc đời này giàu nam hay là nữ Dầu già hay là trẻ, giàu nghèo hay là giàu, giàu, giàu là phàm hay là thánh, hệ có thân thì phải có các bệnh. Nguyên lý đầu, nguyên lý thứ hai là gì? Bệnh không bao giờ báo trước. Các vị biết rằng bệnh nó đến tuy rằng chúng ta đang khỏe vậy đó nhưng mà đôi khi tự nhiên trong người mình thấy khác thường và đi khám bị bệnh giai đoạn 2, giai đoạn 3 và dầu rằng mình xưa nay mình không có cái triệu chứng gì là bệnh về cái cái nội tạng đó. Nếu đi khám thì bắt đầu nó vào giai đoạn cuối. Và đôi khi á, chúng ta thấy rằng là bệnh duyên nó đến theo cái nhân duyên và cái duyên nghiệp của mình. Theo cái chu chu kỳ nhân quả nó đến. Và nó đến thì chúng ta phải làm sao? Phải chấp nhận. Cho nên cái nguyên lý thứ hai á, là bệnh nó xuất hiện trong cơ thể trong đời sống của chúng ta nó không bao giờ báo trước hết. Và do đó thì chúng ta phải nên theo cái lời khuyên của các vị bác sĩ của các vị mà uh, dược sĩ của các vị mà chuyên về trị liệu bệnh tật là phòng bệnh hơn hơn trị bệnh. Và mình hiểu Phật pháp là một trong những phương pháp phòng bệnh rất là màu nhiệm và rất là quan trọng, rất là ý nghĩa. Nguyên lý thứ ba của bệnh là gì? Khi mình nói đến bệnh thì phải gồm ba loại bệnh. Thứ nhất là gì? Thân bệnh. Thân bệnh là những cái bệnh về nội tạng, về cơ thể, về cái thân tứ đại và ngũ uẩn của mình khi nó bất thường, khi nó có một sự chống trái và không có sự hòa hợp lẫn nhau sinh ra bệnh. Đó là các bệnh về cảm, về sốt, về uh, gan, về thận vân vân. Gọi là thân bệnh thì thưa quý vị rằng thân bệnh ai cũng có phải không ạ, ai cũng có cái thân bệnh này. À, thứ hai nữa đó là tâm bệnh, tâm bệnh là những cái trạng thái tâm lý nó không ổn định, khi mà cảm thọ và cảm xúc của chúng ta nó thay đổi liên tục và nó chống trái với nhau. Hồi nãy mình gặp người đó, tự nhiên mình thương vô cùng, bỗng nhiên người đó đi xa về tặng quà cho mọi người kia mà quên mình rồi bắt đầu á ba la mật biến mất là ba la sát nổi lên <laughs> mình cái tâm lý của mình thì vậy đó đó và nó làm cho mình vui đó rồi khổ đó sung sướng đó rồi chìm đắm trong cái hệ lụy đó và các vị biết là một trong những cái bệnh tâm lý ngày nay rất là phổ biến được xem là căn bệnh đứng thứ tư của nhân loại đó là bệnh depression, trầm cảm. Đây là một căn bệnh đang tạo nên một cái vấn nạn rất lớn cho y khoa cũng như cho nhân loại ngày nay. Và bệnh trầm cảm đang đẩy những tuổi trẻ, những con người hụt khẩn và cô đơn vào trong cái sự tử vong đáng tiếc bệnh về tâm lý cho nên các vị thấy rằng cái tâm của mình cái cảm xúc đời sống nội tâm cũng như những cái nghiệp chướng tham sân si trong con người của mình nó là những cái nguyên nhân phát sinh ra nhiều cái bệnh lý loại bệnh thứ ba đó là là nghiệp bệnh nghiệp bệnh thì khi chúng ta sống khỏe rất là khoa học ăn uống ngủ nghỉ điều độ hoạt động cơ thể rất là đều đặn, rồi tu tập rất là tinh tấn, rồi thậm chí mình là phóng sanh sám hối mỗi ngày, thậm chí là mình ngồi thiền mỗi khóa, thậm chí là mình lễ sám và tu hành tất cả các công đức lành, nhưng mà bệnh nó vẫn xuất hiện. Chúng ta thấy giống như ngài ngộ đạt quốc sư và giàu là một vị cao tăng, và mười đời làm vị cao tăng, nhưng chỉ cần một cái niệm đam đắm trước tham đắm vào cái cái tòa trầm hương đó mà đã sinh ra bệnh cho nên cái nghiệp bệnh là những cái bệnh mà y khoa hiện đại không thể nào lý giải là do đâu và không thể trị liệu được thậm chí là những bác sĩ giỏi nhất cho nên các vị thấy rằng là ngày xưa đó Alexander Đại Đế là một cái vị hoàng đế trẻ tuổi nổi tiếng mà chỉ cần bị một cái con vi khuẩn sốt rét nhỏ thôi thì phải từ giả cuộc đời này. Dầu là ông có lương y tài ba cũng giống như là các vị thấy nhiều cái vị đế chúa minh quân những vị hoàng đế của đông của tây và xung quanh rất là nhiều các vị mà uh, bác sĩ các vị mà lương y giỏi nhưng mà cũng sao cũng phải chịu thua thầy nghiệp bệnh. Có một vị hòa thượng này Ngài tu hành tinh tấn lắm Một buổi chiều nọ Trên con đường trở về chùa Ngang qua một cái cái xóm Mà cái xóm đó là cái xóm thực phẩm Cái, cái hàng quán người ta dọn ra bên đường Và một trong những cái món Mà người ta bán ở bên đường đó Là món thịt nướng Các vị ở đây thì chắc không có phải không ở các nước châu Á hoặc là Việt Nam là ta nướng thịt, ta nướng ngoài đường. Để làm sao? Để câu khách. Có nhiều người không muốn ăn Nhưng mà đi ngang qua đó Nghe cái mùi đó rồi xong à, Theo cái cái sự hương vị Nó thu thu thúc và Nó nó trói buộc á Dừng xe lại và bắt đầu cũng mua ít Thì cái vị quà uh, hòa thượng này Ngài đi ngang qua Và bỗng nhiên cái mùi cũng như là cái khói hương của của thực phẩm đó nó vào trong tỷ căn của ngài ngài cảm nhận lúc đó khởi lên một cái niệm không thanh tịnh thì khi mà Ngài biết, Ngài nhận diện ngay và Ngài về chùa, Ngài đắp y lên bằng Phật sám hối. Nhưng mà dầu Ngài sám hối, nhưng mà tối đó Ngài ngủ bắt đầu trong cơ thể thấy khó chịu. Và mấy ngày sau trong cơ thể Ngài mọc lên 18 cái mục. Và 18 cái mục nó phát triển, nó mọc mọng nước lên, nó sưng tấy lên, nó đỏ lên. Và sau cùng nó trở thành 18 cái khối u. 18 cái khối u. Mình có một khối u thì mình chịu không nổi Còn vị này đến 18 khối u Và đi khám thì bác sĩ không biết vì sao Chứng bệnh lạ quá Cũng không có thuốc chữa và cuối cùng phải chờ ngày đến, ngày ra đi, ngày vô thường đến. Một buổi chiều nọ thì Ngài ngồi cái ghế bên cái hiên chùa để hóng gió mát trời mùa hè nó nóng. Thì trạng vạn tối đâu khoảng 7-8 giờ tối thì bỗng nhiên có những cái bóng đen đến mà không có đầu đếm thì có 18 cái bóng à, khi mà đến thì những cái bóng đen đó mới hỏi ngài rằng là ngài có có nhớ tôi không ngài có nhớ tôi không? ngài mới hỏi những cái bóng đen này ủa tôi đâu có quen các ông mà tại sao không có đâu mà đến hỏi có quen không thì một trong mười tám cái bóng đen á, mới nói rằng là ngài không nhớ trong tiền kiếp ngài là một vị quan trắng ải ở vùng biên cương và tối hôm đó ngài cử một cái đoàn binh lính Đi để mà bảo vệ, đi mà tuần tra ở cái vùng biên giới Trong số đó thì có hai người lính trốn đi Và gây ra cái sự hiếp đáp những cái người trẻ tuổi, những cô gái trẻ tuổi ở trong cái làng đó Sáng hôm sau thì dân làng kéo đến kiện tụng Thưa kiện cái vị quan trắng nhậm cái vùng biên cương Vì cái sự tức giận và cái sự giận dữ nhất thời Ngài không có điều tra rõ ràng kêu 20 người lính tối hôm qua đến và chém đầu hết. Và hai người kia chết thì trả cái tội lỗi đó. Nhưng 18 chúng tôi oan. Ở trong nhiều đời qua đó, cái oan nghiệp này nó đi theo Ngài. Nhưng mà không có thể gây ra cái bệnh cho thân của Ngài. Mãi cho đến tối hôm trước, Ngài khởi lên một cái niệm không thanh tịnh. Thì đó là nhân duyên để sanh ra cái nghiệp bệnh trong cơ thể của Ngài. Mấy hôm nay chúng tôi đi giảng cũng có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi rằng là thưa Thầy, con đi khám bác sĩ thì không có bệnh. Và bác sĩ nói con rất là khỏe, không có một cái triệu chứng gì hết. Nhưng mà tối con ngủ thì đau nhất từ đầu cho đến chân, chịu không nổi. Thì bây giờ con làm sao thưa Thầy? Thì chúng tôi nói rằng là nếu như không phải bệnh về thân, không phải bệnh về tâm Thì nó bệnh về gì? Nghiệp bệnh Và chúng tôi mới kể cái câu chuyện mà Ngài um, Giới Hiền Là một vị cao tăng tại Ấn Độ sống hơn 100 tuổi Viện trưởng Đại học Na Lan Đà hồi xưa Mà Đại học Na Lan Đà là có hàng, hàng chục nghìn chư tăng ở đó Chứ không phải bình thường Bây giờ mình qua các cái các cái tu viện Tây Tạng ở bên ở bên Ấn Độ, Nam Ấn thì 7.000 tu sĩ, 8.000 tu sĩ mình thấy đông phải không? Hồi xưa cái thời Na Lan Đà là cả 10.000 tu sĩ mà Ngài là viện trưởng cao tăng sống hơn trăm tuổi. Vậy mà buổi, buổi tối ngày nào Ngài nằm ngủ là cũng thấy vô số giáo mát cung tên đâm vào cơ thể. Đau nhất vô cùng. Đau nhất lắm. Và đến nỗi Ngài khởi lên cái niệm là tự tử. Tại vì lớn tuổi rồi mà bị cái nghiệp bệnh như thế cho nên sợ chịu không nổi. Khi mà Ngài khởi lên cái niệm muốn kết liễu cái sinh mạng của mình thì trong một lần Ngài ngồi thiền thì Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc hiện ra mới báo rằng là tiền kiếp của ông vốn là một vị vua đem quân chinh phạt gây ra tan thương độ máu mất mạng cho không biết bao nhiêu người. Đời này do công đức tu tập cho nên những tội lỗi xưa chỉ giảm xuống và trả nghiệp bằng những cơn đau của mỗi buổi tối mà thôi. Đó là một cái sự chuyển nghiệp. Ông phải mừng, đừng nên tiêu cực và đau khổ. Và một thời gian Ngài quán chiếu cái nhân duyên nghiệp báo của quá khứ và hiện tại, Ngài tinh tấn tu tập quả nhiên những cái hiện tượng đau nhất trong cơ thể của Ngài đã biến mất. Như vậy thì thưa quý vị rằng là Chúng ta thấy khi mình nói đến bệnh thì thường nói đến ba loại bệnh. Đạo Phật hay hơn ở thế gian là không chỉ nói đến thân bệnh, không chỉ nói đến tâm bệnh của tâm lý trị liệu, psychotherapy, mà còn Đạo Phật còn nói đến cái gì? Nghiệp bệnh. Cái này rất là hay. Cái này rất là đặc biệt trong Phật giáo của chúng ta. Như vậy thì khi, khi chúng ta nói đến bệnh thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy một người thầy thuốc giỏi và một bệnh nhân chân chính khi đối diện với bệnh tật điều trước tiên đừng nên lo âu sợ hãi bất an và tuyệt vọng mà hãy cẩn thận và tỉnh táo tìm ra nguyên nhân của bệnh đây là điều chúng ta phải làm có nhiều người bệnh không có một cái sự cẩn trọng không có chánh niệm rồi bắt đầu cứ lo lắng quá Chính cái sự bất an đó làm cho cái bệnh nó nhẹ trở thành nặng và nặng trở nên lạ nguy hiểm và nguy ngập. Ở Sài Gòn, có một vị thầy trẻ tuổi đi khám bệnh. Đi chung với một vị sư đệ. Thì sau khi khám xong thì vị sư đệ đọc một cái bệnh án á. Bác sĩ trong đó phê câu diện biết mà ông đó, ông, ông rung lên, ông nói Sư Hân ơi, Sư Hân bị ung thư rồi rồi mà cái vị sư huynh mà nghe đến hai chữ ung thư rã rời từ đó về sau xin sư phụ nhập thất niệm phật chờ ngày vãng sanh và bao nhiêu tiền của bao nhiêu cái phước bao nhiêu cái 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 công đức mà mình có đó phóng sanh bố thí cúng dường cúng cho tam bảo hết tại vì chết đâu có mang theo được đầu và các vị biết là từ một cái vị đang khỏe mạnh mới có gần 30 tuổi à chỉ chỉ khoảng gần 3 tháng sau thôi giống như mấy bác ở đây nè <laughs> nó thay đổi một cách khủng khiếp tóc bạc rồi da nhăn rồi bắt đầu nó suy sụp tinh thần lẫn thể xác thì có một vị sư huynh nghe sư đệ mình bị bệnh ung thư cho nên về thăm nhưng vị sư huynh này cái cái tâm rất là vững cho nên khi về thì mới hỏi cái vị sư đệ mà chờ ngày vãng sanh đó đó là bệnh ung thư mà ung thư gì? Thì cái vị này mới nói là ung thư với ung thư gì? Ung thư mà còn ung thư gì? Ung thư nào cũng chết chứ cần gì hỏi. À, thì, thì cái vị sư huynh kia nói đâu? Đưa cái bệnh án tôi xem. Thì ra trong cái bệnh án bác sĩ chỉ ghi là có triệu chứng ung thư. Chứ không phải ung thư có triệu chứng của ung thư thì đi khám trở lại không có ung thư và từ cái giống như là từ cái địa ngục mà bắt đầu bước lên thiên đường như đó. cuộc đời của người ấy là mùa xuân đã trở lại và thưa quý vị bây giờ sống vẫn khỏe khoắn bình thường và các vị thấy rằng là cái nếu mình không tìm ra cái nguyên nhân của bệnh rồi mình lo lắng bất an tuyệt vọng đau khổ đó là một cái sự đáng tiếc và sai lầm trong cuộc sống của chúng ta không chỉ trên phương diện bệnh duyên mà trên tất cả mọi phương diện của của cuộc sống của chúng ta cũng như trên phương diện tu học như vậy nguyên nhân của bệnh từ đâu có Đức Phật trong kinh Phật chẩn đoán có nói rằng cái mầm bệnh và nguyên nhân của thân bệnh chúng ta là do cái sinh hoạt của mình không có quân bình, không có cân bằng, không có hài hòa. Vấn đề ăn ngủ, vấn đề sinh hoạt về làm việc và về tinh thần và vật chất nó không gì, nó không có được quân bình. Và các vị thấy đây là một cái cái tình trạng phổ biến ngày nay phải không? tất cả hầu như các quốc gia không chỉ ở thế giới hiện đại mà ngay cả thế giới đang phát triển vậy. Chúng ta đang rơi vào cái thế mất quân bình. Mà mất quân bình ở đây mình có thể tạm chia ra trên năm phương diện. Thứ nhất, làm nhiều mà nghĩ ít. Con người chúng ta ngày nay làm sao? Làm quá trời luôn. Nhưng mà thời gian để nghỉ ngơi làm sao? Thiếu. Thiếu và đang thiếu trầm trọng. Và khi mà chúng tôi đi qua Mỹ gần gần tháng một tuần vừa qua đó chúng tôi cũng giống như quý vị mất quân bình. Ngủ nghỉ gì đâu, đảo lộn hết. Và bữa giờ chúng tôi cũng một giờ sáng không á. Tại vì mới có 35 ngày mà đi tới 17 tiểu bang. Mà bay 17 chuyến bay rồi. Có những chuyến bay bay 6 tiếng, 8 tiếng Có những chuyến bay bay đến nơi Chuyến bay kế tiếp nó cancel Phải chờ mấy tiếng nữa Cho nên là Cũng cộng nghiệp chung Cộng nghiệp chung với nước Mỹ này Nhưng mà yên tâm Vài tuần nữa chúng tôi về Việt Nam này Cho nên cái mốc quân bình đầu tiên của chúng ta là gì Làm nhiều mà nghĩ ít Thứ hai Hướng ngoại nhiều mà hướng nội ít Chúng ta tâm của mình, cuộc sống của mình cứ nhìn ra bên ngoài. Cứ xem người kia tại sao giàu mình phải giàu hơn người đó. Người kia tại sao đẹp mình phải đẹp hơn người đó. Người kia tại sao xe ngon hơn, xe mình phải xịn hơn xe người đó. Mình hướng ngoại. Và cái mất quân bình thứ ba của chúng ta là gì? Sống trong cảnh động nhiều mà trong cảnh tịnh thì ít lúc nào mình cũng bị những cái sự ồn ào huyên náo của thế gian nó lôi kéo nó chế ngự và nó đè nặng trong cuộc sống của chúng ta ít bao giờ chúng ta có giây phút thảnh thơi tịnh tâm như buổi tối hôm nay mình ngồi để mình chiêm ngưỡng về phật pháp để mình chiêm nghiệm về giáo pháp động nhiều mà tĩnh ít cái cái nguyên cái sự mất quân bình thứ thứ tư á, là chúng ta đó thì đời sống vật chất thì nhiều mà đời sống tinh thần thì quá ít. Tức là chúng ta phải làm việc cho mọi cái nhu cầu của cuộc sống nhưng mà cái mối tình thân giữa cha mẹ, chồng vợ, con cái, thời trò với nhau nó ít, nó ít. Bây giờ nó trở nên thiếu thốn quá. Và cái bất cập thứ năm á là chúng ta tiêu hao năng lượng nhiều mà tạo ra năng lượng quá ít hàng ngày chúng ta đi làm từ sáng cho đến tối á, cho nên quý vị thấy cái năng lượng tinh thần và thể xác của mình bỏ ra quá nhiều. Nhưng mà để phục hồi lại cái năng lượng đó thì chúng ta ít có cơ hội. Cho nên tiêu tiêu hao năng lượng mà không có cái cơ hội để tạo ra năng lượng. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là do cái sinh hoạt mất quân bình. Có một cái có hai cái bộ luận là luận đại xã và luận thiền minh sát á có phân tích có 6 cái nguyên nhân của bệnh bệnh duyên trong con người của chúng ta thứ nhất là do cơ thể của mình nó không điều hòa của tứ đại bốn đại nó không có quân bình nó không điều hòa nó bất thường nó trên lệch nó chống trái nhau sinh ra sinh ra bệnh thứ hai ăn uống không cẩn trọng và điều hòa ăn uống của mình đó mình không có sự chú ý đa số người phương tây này ăn gì ăn fast food mà thức ăn nhanh như thế thì các vị thấy thực sự nó không tốt chút nào. Cho nên không có một sự hài hòa và cẩn trọng trong vấn đề ăn uống. Vấn đề thứ ba đó là do chúng ta tu tập sai phương pháp. Người ngồi thiền sai phương pháp, người niệm Phật sai phương pháp, người trì chú sai phương pháp, người lạy sám sai phương pháp, người tụng kinh sai phương pháp, thì nó cũng sinh ra gì? Sinh ra bệnh đó. Chứ không phải là mình nói là con ngồi thiền là con hết bệnh. Nếu chúng ta ngồi không đúng phương pháp thì khí thần và cái tâm của mình nó ngăn ngưng trở và ứ động từ đó sinh ra bệnh. Tẩu hóa nhập ma. Tẩu hóa nhập ma là mình nói trên phương diện về tinh thần thôi. Chứ còn những trên phương diện về hô hấp này bài tiết này tiêu hóa trong mình nó cũng bị ảnh hưởng bởi phương pháp thiền không đúng không chân chính nó sinh ra bệnh đó là nguyên nhân thứ ba là tu tập sai phương pháp. Nguyên nhân thứ tư là do một cái thế giới vô hình tác động. Ví dụ như mình tạo một cái nghiệp cảm đối với một vị thần linh hay là một chúng sanh thế giới vô hình khác và bây giờ khi nhân duyên đã đến trong đời này tác động mình sinh ra cái nghiệp bệnh. Cái nguyên nhân thứ năm á là do quỷ ám. Trong kinh thường gọi là quỷ la sát và các loài quỷ dữ khi mình tạo cái nghiệp xấu sát sanh trộm cướp tà dâm vân vân thì chính những cái loài xấu ác ấy nó sẽ tìm đến và nó tác động và sinh ra gì sinh ra bệnh và cái nguyên nhân thứ sáu là do cái nghiệp xấu của mình đã tạo trong tiền kiếp nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo ra những cái nghiệp rất là nặng nề xấu ác cực trọng ác nghiệp cho nên đời này sinh ra giàu tu tập giàu làm phước dầu bố thí cúng dường vân vân nhưng vẫn bị gì vẫn bị bệnh như vậy thì trong hai cái bản luận này á, thì cho rằng cái mầm bệnh nó phát sinh từ sáu cái yếu tố như thế rồi chúng ta lại có trong kinh chánh pháp niệm xứ và trong đại trí độ luận á, có nói rằng là nguyên nhân sinh ra bệnh là do cái gì là do sự ô nhiễm của tâm thức khi tâm của mình đầy dạy thử sự tham sân si đầy dạy những cái tâm niệm xấu ác và chúng tự xấu ác thì nó làm cho gì tâm không thanh tịnh làm cho máu không thanh tịnh máu không thanh tịnh làm cho thịt không thanh tịnh thịt không thanh tịnh làm cho xương tủy và gân không thanh tịnh và từ đó phát sinh ra vô số loại bệnh như vậy thì một số bản kinh luận của Phật giáo phân tích rằng là khi mà mình sống mà không có sự thanh tịnh của tâm thức thì đó là một cái môi trường lý tưởng để sinh ra cái bệnh duyên trong cuộc đời của mình. Và có một bản kinh rất là đặc biệt nữa, đó là kinh Dược Sư. Và theo kinh Dược Sư có hai nguyên nhân sinh ra bệnh trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là sự ô nhiễm bất tịnh, đó là không thanh tịnh đó. Mà không thanh tịnh này theo kinh dược sư là từ đâu ạ? À? Nước uống hả? Thức ăn hả? Không? không khí phạm? Tiếng ồn phạm? Ánh sáng phạm? Môi trường phạm? Khí hậu phạm? Rồi đó là những yếu tố bên ngoài Rồi không thanh tịnh ở bên Bên trong con người của mình Ví dụ như mình sát sinh Là thân của mình thanh tịnh hay là không thanh tịnh Sát sinh là làm thân của mình không thanh tịnh Trộm cướp là thân của mình thanh tịnh hay không thanh tịnh không thanh tịnh. Như vậy theo kinh dược sư á, những cái sự ô uế bất tịnh từ môi trường bên ngoài trên phương diện thức ăn, nước uống, thực phẩm, thời tiết vân vân cộng với những cái sự ô uế bất tịnh của ba nghiệp xấu ác tạo nên vậy tạo nên bệnh viện có một cái ông gia đình này làm cái nghề là tẩm thịt tức là mua thịt từ các cái cây, 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 lò mổ về đó. Rồi dùng các gia vị quá chất ấy, tẩm ướp vào. Sau khi tẩm ướp rất thơm, rất ngon. Mới cung cấp cho các cái nhà hàng và các cái quán ăn. Và các vị biết, ông làm cái nghề này gần 20 năm. Và nhà rất là giàu. Rất giàu nhờ cái nghề này. Một hôm thì ông vội quá. Ông, mên, ông quên mang cái găng tay ông dùng cái đôi tay của mình á ông tẩm cái gia vị trực tiếp và ông đi phân phối sau một ngày làm việc thì buổi tối về tay bắt đầu nhức cái da bắt đầu nó ngứa ngứa vài ngày sau bắt đầu nó sưng lên nó bầm nó tím lên đi khám thì bác sĩ nói là do dị ứng càng ngày nó càng nặng nề và cuối cùng phải cưa bỏ đôi tay chỉ một lần đôi tay đó tiếp xúc với những cái quá chất và gia vị tẩm thịt bán cho các nhà hàng, cho các khách sạn, mà phải mất cả đôi tay. Thì trong vòng gần 20 năm qua, ông làm cái nghề này. Và các vị thử hỏi, khi những quá chất này vào trong bao tử của những người tiêu dùng, thì còn gì nữa? Thì làm sao mà không bệnh nan y, không bệnh trầm kha được các vị? Cho nên khi mà thực phẩm của mình mà không có một cái sự trong sạch và cẩn trọng nó vào trong trong cơ thể của mình thì sinh ra bệnh. Và do đó trong đạo Phật nói làm sao? Bệnh tùng khẩu nhập. Mà họa tùng khẩu gì? Khẩu sức. Bệnh từ miệng mà vào. Họa từ miệng mà mà ra. Cho nên quý vị nào tu khẩu nghiệp <laughs> tu khẩu nghiệp là đang giảm cái cái tai họa cho mình và đang giảm thiểu cái bệnh duyên cho cho thân của mình. Như vậy thì kinh dược sư nói đến cái nguyên nhân đầu tiên là do gì? Là do sự ô nhiễm bất tịnh bên ngoài lẫn bên trong trong cuộc sống của chúng ta. Và nguyên nhân thứ hai của bệnh duyên theo kinh dược sư là do sự đố kỵ và ích kỷ. Một người nào sống với cái tâm ích kỷ nhỏ bé chỉ biết bản thân thì cái tâm của người đó giống như cái ly nước này chỉ cần vài hạt muối bỏ vào mặn trở nên không thể uống được và nếu như các vị chuyển hóa cái tâm ích kỷ của mình giống như rộng lớn như dòng sông như hồ nước thì cả ký muối đổ xuống không có ảnh hưởng gì cả như vậy sự ích kỷ và sự uh, uh, chăm lo riêng tư cho bản thân nó cũng là cái mầm móng sinh ra bệnh nghĩa là sao ví dụ như tối nay mình về chùa thầy mang có ít quà bên Việt Nam qua tặng cho đại chúng đến phiên mình hết mất <laughs> tại vì tối nay đồng ván biết đủ không đầy nữa <laughs> tới phiên mình hết mất nhưng mà nếu tới phiên người khác hết á thì mình ngủ ngon lắm mà mình mừng nữa mình hơn mình hơn mình ngủ rất là ngon mà tới phiên mình hết á mình xui quá bắt đầu ngủ cũng được mà lần sau nói lên lên chùa nói sơ sơ ơi con có duyên với thầy đó <laughs> con thiếu duyên với thầy đó nhưng mà con, lúc mà con đến là con thưa thầy con chào thầy dữ lắm hết chứ sao thấy lại quên con mất <laughs> tại vì sao mình buồn các vị ích kỷ nghĩ đến bản thân chứ còn nếu mà cái tâm của các vị vị tha thì người các người khác có mình không mình là cái người mà hy sinh, nhường nhịn, tự nhiên mình hoan hí. Cho nên khi mà tâm ích kỷ của mình, đó, mà mình không được cái này, không được cái kia, tự nhiên mình buồn, buồn sinh ra bệnh. Khi người ta khen mình, đó, mà khen cho dù không đúng, mình vẫn vui. Khi người ta góp ý mình, cho dù đúng, mình vẫn buồn, sinh ra bệnh. Cho nên Kinh Dược Sư nói hay lắm. Hoặc là do cái gì? Do cái sự đố kỵ thấy người khác thành công hơn, hạnh phúc hơn và đẹp đẽ tuổi thọ hơn mình sinh ra. Mình đã không có cái tâm gì. Thay vì mình thấy người khác vui vẻ, xinh đẹp, thành công thì mình phải có tâm gì? Hoan hỷ. Các vị quá giỏi. <laughs> Biết mà. <laughs> Cho nên nói mà đến đạo tràng hiền như thì ngại dữ lắm. <laughs> Cho nên đó, Thấy người khác giỏi thì mình phải làm sao? Mình phải hoan hỷ Mình phải tùy hỷ Với cái phước báu của người khác Ngược lại mình lại sinh ra cái tâm gì? Tâm đố kỵ Và cái sự đố kỵ đó Làm cho con người của mình trở nên là tiêu cực Các vị biết trong tam quốc chí Tại sao chu du chết? Tại vì khổng minh gia các lượng giỏi quá Và trước khi chết Chu du còn thốt lên một câu là gì? Trời sinh du, há lại sao còn sinh lượng trời đã sinh vô rồi sao lại còn sinh lượng nữa và chu du chết trong sự tức tối bởi vì thấy người khác giỏi hơn mình nếu mà chu du mà về hiện như tỉnh thất nghe pháp thì không chết đâu <cười> <cười> không <có. cười> các vị thấy đó là một sự thật mình hiểu được cái nhân quả phước báo trong cuộc đời này thì chúng ta không dạy gì. Vì một cái sự thành công của người khác. Vì một cái phước báu của người khác Rồi mình sinh ra tâm thị phi hơn thua Để rồi tiêu cực và ảnh hưởng đến Cuộc đời và sức khỏe của chúng ta Cho nên đó là Mình nói đến những cái nguyên nhân Của bệnh Mình có thể nói rằng là do sự ô nhiễm bên ngoài Lẫn bên trong Do sự mất, mất quân bình trong đời sống hàng ngày và do sự thiếu chánh niệm và tu tập của con người chúng ta trên phương diện nhận diện cái cái nhân quả tội phước của quá khứ và hiện tại và chúng ta hiểu được cái nguyên lý nghiệp báo luân hồi tái sinh cũng như là cái dòng chảy của nhân duyên và nhân quả của ba đời như thế thì chúng ta sẽ lý giải và hiểu được phần nào căn nguyên và cội gốc của tất cả bệnh duyên ở trong cuộc đời này. Vậy thì thưa quý vị, phương pháp chuyển hóa bệnh duyên theo tinh thần của Phật giáo thì phải như thế nào? Đầu tiên, trong các bản kinh Phật giáo khuyên chúng ta vấn đề thực tế và quan trọng nhất là hãy điều độ trong ăn uống, trong việc tiếp nhận thực phẩm. Trên phương diện tiếp nhận thực phẩm, chúng ta phải chú ý đến 3 điều. Thứ nhất là phải chọn thức ăn lành mạnh. Thức ăn lành mạnh nghĩa là chúng ta phải quán chiếu rằng là mục đích của ăn là để làm gì? Mình nói ăn là để sống, mình nói một cách cụ thể hơn nữa ăn là gì? Ăn để, để nuôi dưỡng cái cơ thể, để cho cơ thể mình có cái sức khỏe, có một sức mạnh để mình làm việc mình sống. Như vậy, nếu chúng ta mục đích ăn là để nuôi dưỡng, bảo vệ cái cơ thể này, thì chúng ta có thể ăn bất cứ thức ăn nào mà nó nuôi dưỡng cơ thể cũng được, chứ không phải ăn khoái khẩu ăn theo sự tham đắm, ăn theo cái sự si mê của chúng ta. Hồi bây giờ một cái món ăn mà nước Mỹ này đã cấm mà một số quốc gia châu Á lại ăn là ăn gan ngỗng. Ăn gan ngỗng. Mà để con ngỗng mà nó có cái gan như thế người ta phải ép thức ăn, bơm thức ăn vào trong cái bao tử của con ngỗng. Và cái gan nó đột biến, nó quái dị, nó lớn lên, nó chướng cả cái bụng con ngỗng đến khi con ngỗng nó không đi được nó ngã qua một bên nó nằm vậy đó và con cái gan con ngỗng nó càng béo là nhờ thức ăn bơm vào cái các loại hạt ngũ cốc thật nhiều khiến cho con ngỗng nó đau đớn giống như là một cái khối u vậy và người ta mổ con ngỗng ra lấy cái gan đó làm một món ăn khoái khẩu thì chúng ta thấy chúng ta thấy cái điều này nó vô đạo đức tội ác quá. Nếu chúng ta không xác định mục đích của việc ăn uống mà chạy theo cái cái sự tham đắm và các vị biết rằng thiếu gì mình thiếu gì loại thức ăn và trong cái phương diện này chúng chúng tôi chia sẻ rằng là ăn chay là tốt nhất. Đây là tốt. Ăn chay là một trong những cái phương pháp nuôi dưỡng cơ thể lành mạnh, đúng nhân quả, không tạo tội nghiệp không tạo nghiệp báo và nhân quả xấu ác, bảo vệ môi trường và giúp cho mình và người sống an vui và hạnh phúc, giảm thiểu cái nguy cơ bệnh tật. Và một trong những phương pháp chuyển hóa bệnh chúng ta là tập ăn chay. Đó là một cách rất là hay. Các vị biết bây giờ phong trào bảo vệ trái đất và môi trường đang được uh, kêu gọi ở các quốc gia, nhưng một trong những phương pháp mà chúng tôi thấy hay nhất bảo vệ môi trường đó là việc ăn chay. Tại vì sao ạ? À? 60% diện tích đất nông nghiệp trên trái đất này phục vụ vào việc trồng các loại hoa màu để nuôi động vật công nghiệp. 30% diện tích đất trên trái đất này, toàn bộ trên trái đất này để trồng các loại hoa màu và làm các trại chăn nuôi, phục vụ cho chăn nuôi công nghiệp. Sản xuất ra một ký thịt, người ta phải tiêu hao 15.000 lít nước ngọt. Và nước ngọt càng ngày càng khan hiếm. Gì? thực thức ăn để mà nuôi các động vật công nghiệp hiện nay đủ nuôi 9 tỷ người trên trái đất. Thức ăn á, các loại lúa, bắp cũng như là đậu vân vân có thể đủ nuôi 9 tỷ người trên trái đất nhưng mà chỉ phục vụ cho cái gì? Động vật công nghiệp. Và cái khí thải từ các cái trang trại nuôi động vật công nghiệp nó ô nhiễm gấp 3 lần các cái xe cộ và các cái hệ thống cơ khí khoa học ngày hôm nay. Làm sao trái đất này không có bị nguy hiểm được các vị. Từ cái vấn đề ăn uống của con người ngày hôm nay, nhất là ăn các loại động vật. Con người phải trả giá một giá quá đắt. Vậy mà đôi khi người ta không có chấp nhận cái sự thật đó để điều chỉnh lại trong vấn đề ăn uống trong đời sống của mình. Cho nên cái vấn đề đầu tiên mình nói trên phương diện ăn uống là anh phải anh lành mạnh anh uống làm sao phải lành mạnh chứ không có sự tham đắm theo cái vị và cái hương của mình thứ hai á là điều hòa vấn đề ăn uống điều hòa ăn uống là sao ăn vừa đủ thôi đừng nên ăn no quá đừng nên ăn nhiều quá các vị biết khi mà vua ba tư nặc ông ông mỗi lần ông đến gặp đức phật thì ông ngồi ngủ gục tại sao ông ngủ tại vì thức ăn của ông bổ dưỡng quá nhiều quá mà ăn nhiều thì bao giờ cũng vậy cũng hay ngủ đến nỗi một hôm Đức Phật mới thuyết một cái câu kệ rất là nặng nói về đến Thánh vua Ba Tư Nạc luôn mà ông vẫn ngủ Đức Phật mới nói rằng là cái người mà không có biết ăn uống ưa ngủ ăn nhiều nằm lăn lóc qua lại chẳng khác heo no bụng kẻ ngu đầu thai mãi người mà ưa ngủ ăn nhiều nằm lăn lóc qua lại uh, chẳng khác heo đầy bụng kẻ ngu đầu thai mãi tức là đắm trong cái việc ăn việc ngủ thì không khác gì một loại chúng sanh tầm thường và chính đó là cái nhân cái duyên để đưa đến sự tái sanh luân hồi muôn đời muôn kiếp vậy mà vua ba tư nạc văn ngũ Vậy thì Đức Phật mới nghĩ ra một cách. Ngài mới dạy hai cái câu kệ cho một vị hoàng tử cháu của vua Ba Tư Nặc Và bảo rằng là khi nào mà Đại Vương, Ba Tư Nặc ăn, thường thường ông ăn một ngày ví dụ như bốn chén cơm, thì ông ăn đến chén thứ ba, con phải đọc ngay hai câu kệ này. À, hai câu kệ là người biết điều độ uống ăn, khổ đau giảm bớt mà tăng thêm tuổi trời à hai câu rất là thực tế, người biết điều độ uống ăn, khổ đau giảm bớt mà tăng thêm tuổi gì, tuổi trời tức là tăng thêm tuổi thọ đó. Thì cái người cháu của vua Ba Tư nặc chờ cho đến khi vua Ba Tư nặc ăn á, mới bắt đầu là khi thường thường thì vua ăn bốn chén thì hôm đó vua ăn mới ba chén à. Bắt đầu nói sớ cho ta chén cơm nữa. Thì khi mà bắt đầu sớ chén cơm nữa thì cái cậu vị hoàng tử này đọc Người biết điều độ uống ăn khổ đau giảm bớt tăng thêm tuổi trời Đức Phật dạy như thế đó Bảo con về đọc cho đại vương nghe Mà khi nghe Đức Phật truyền dạy như thế Vua Ba Tư Nạc xấu hổ quá dừng lại chén cơm thứ tư Không ăn Rồi hôm sau á Đến cái giờ ăn hoàng tử cũng chờ đó rồi đọc cái câu đó Mà đây là cái lời dạy của Đức Phật Đức Phật khuyên cho nên Vua Ba Tư Nạc đâu có dám la cái vị hoàng tử này Tại kính Đức Phật mà cho nên cuối cùng vua giảm bớt chén còn ba chén rồi khoảng tháng sau thì bắt đầu đến ăn hai chén bắt đầu đến chén thứ ba đó hoàng tử đọc người biết điều độ uống ăn khổ đau giảm bớt tăng thêm tuổi trời đức phật dạy như thế <laughs> vua ba tư nặc thôi dừng chén thứ ba ăn còn hai chén một thời gian sau do cái sự điều độ trong vấn đề ăn uống vua ba tư nặc cởi ngựa được đi săn được hoạt động khỏe được đến khoe với đức phật Đức đức thế tôn bây giờ còn buồn ngủ nữa, còn khỏe rồi, cơ thể con nó thon thả rồi, nó 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 nhẹ nhàng rồi. Đức Phật liền đọc bốn câu kệ: vô bệnh lợi tối thượng, tri túc giàu tối thượng, thâm tín tình tối thượng và niết bàn lạc tối thượng. Đức Phật khen vô ba tư nặc là gì? Vô bệnh lợi tối thượng. Trong tất cả những cái lợi lộc ở trên cuộc đời này thưa quý vị, người nào ít bệnh vật đó bị đạt được cái lợi lộc cao nhất. Bây giờ mình làm ăn lợi tháng ít nhất khoảng ít ít thôi, khoảng 20.000 đô thôi. À, thì mình gọi là lợi không? Rồi mình uh, ra ngồi kia đó rồi mình làm gì người ta khen mình đẹp, mình có cái sắc đẹp là lợi tất cả những cái lợi trên cuộc đời này không có lợi nào bằng là sức khỏe hết người ít bệnh và không bệnh được sức khỏe là cái lợi cao nhất trong cuộc đời rồi đức phật yếu tố thứ hai là gì tri túc giàu tối thượng người nào biết đủ là người đó giàu nhất người không biết đủ người đó là người nghèo nhất không phân biệt là người giàu hay là người nghèo tri túc giàu tối thượng thâm tín tình tối tối thượng trong tất cả mối tình cảm, tình bạn, tình vợ chồng, tình anh em, tình cha mẹ, người nào mà giữ được chữ tín đối với mình đó, đó là tình cảm cao quý nhất. Dầu là anh em mình mà bất tín mà lừa dối mình thì không phải là tình cảm cao quý đâu. Người nào mà có uy tín, có một cái niềm tin với mình đó là tình cao quý nhất, là thâm tín tình tối thượng. Và thứ tư là gì? trong tất cả niềm vui trên cuộc đời này, niết bàn là tối thượng niết bàn là niềm vui nhất cho nên chúng ta phải phương pháp thứ nhất là phương pháp thứ nhất là trong vấn đề ăn uống là phải điều hòa điều hòa trong cái việc ăn uống của mình trong kinh kim quang minh có một cái người con hỏi người cha là một vị bác sĩ thưa cha làm sao để bảo vệ sức khỏe và sống tu học đúng trong chánh pháp của đức phật thì cái vị bác sĩ vị lương y là người cha đó mới bảo với người con rằng là con ơi vấn đề để bảo vệ sức khỏe và sống tu học đúng chánh pháp là phải để ý đến vấn đề ăn uống mà khi mình ăn uống mình phải để ý đến vấn đề thời tiết mùa đông nên ăn thức ăn gì mùa hè nên ăn thức ăn gì mùa mát nên ăn thức ăn gì và mùa nóng nên ăn thức ăn gì thì trong kinh Kim Quang Minh dạy cho chúng ta nào nó phù hợp với cái thời tiết của cái mùa đó, phải không ạ? Cái điều này rất là hay. Chúng ta không nên quá cứng nhắc cứ ăn một cái loại thức ăn. Có nhiều người nói thưa thầy, hôm nay con phát nguyện ăn chay, hỏi ăn gì? Ăn nước tương với rau muống mùa đông cũng nước tương với rơi muống, mùa xuân cũng nước tương với rơi muốn mùa hè cũng nước tương với rơi muốn chúng ta phải để ý vấn đề âm dương vấn đề thời tiết mùa nào mình chọn thức ăn phù hợp sức khỏe mình tốt lắm còn mình ăn á cho nên cụ nguyễn bính khiêm thì sao thu ăn măng trúc đông ăn giá xuân tắm hồ sen hạ tắm ao đó là cái cái kinh nghiệm sống của các cái nhà minh triết của các cái bậc uh, cổ nhân đã truyền đạt cho thế hệ con cháu của chúng ta mà điều này thưa quý vị không phải mới mẻ gì kinh kim quang minh đã dạy rồi. Cho nên phương diện ăn uống thứ hai là phải điều hòa trong vấn đề ăn uống, phương diện thứ ba là ăn uống phải làm sao phù hợp với hoàn cảnh với cái điều kiện sống ở đó. Có nhiều người nói bây giờ Ờ, ở bên này phải ăn những cái món gi giống như là cái gì của Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta đã ở xứ này rồi, ở nơi nào thì chúng ta phải ăn cái thực phẩm mà cái người dân ở đó đã dùng trong suốt bao ngàn bao trăm bao nhiều trăm năm qua. Cũng như các vị biết không, tại sao ở xứ này người ta lại ăn thức ăn đó? Bởi vì đó là kinh nghiệm sống của tổ tiên của họ, của nhiều đời của họ truyền đạt lại. Cho nên tất nhiên rằng là mình yêu quê hương, yêu món ăn Việt Nam thì nhưng mà chúng ta cũng nên linh động trong vấn đề thực phẩm là ăn đúng đúng nơi chốn, tức là đúng cái không gian và môi trường mình đang ở thì nó sẽ phù hợp cho cái sức khỏe của của chúng ta. Như vậy thì nói chung á trong vấn đề ăn uống chúng ta phải nhớ hai chữ là gì? Trung đạo. Vừa phải, quân bình và nó mang một cái giá trị gì nhân văn đạo đức trong vấn đề ăn uống thì nó sẽ giúp cho sức khỏe chúng ta được ổn định và tốt đẹp đó là cái phương pháp thứ nhất trong vấn đề nhận diện và chuyển hóa cái bệnh duyên của chúng ta phương pháp thứ hai trong tất cả các kinh nói chung và kinh dược sư nói riêng đó, dạy cho chúng ta muốn chuyển hóa và giảm thiểu cái bệnh duyên của mình trên ba phương diện thân tâm và nghiệp thì chúng ta phải tịnh hóa ba nghiệp sống một cuộc đời gì thanh tịnh, sống một cuộc đời gì trong sáng. vậy như như vậy thì tịnh hóa thân muốn cho mình thân thanh tịnh thì bên cạnh là việc gì, tắm rửa ngày hai ba lần gì đó không biết. Thì, bên cạnh đó thì mình muốn thanh tịnh thực sự thì phải làm gì các vị? không sát sinh mà trái lại làm gì phóng sinh. phóng sinh là gì? phóng là thả, sinh là sinh mạng. Ý nghĩa của phóng sinh không phải chỉ mua tôm, mua cá, mua chim thả mà còn có cái nghĩa đúng là gì? Trân quý và bảo vệ sự sống. Như vậy chúng ta trân quý và bảo vệ sự sống không chỉ con vật bị bắt trong chậu, bị nhốt trong lòng mà tất cả mọi chúng sanh trên cuộc đời này mới gọi là phóng sinh chôm thôi mình cứ hiểu cái nghĩa phóng sinh một cách là nhỏ bé hạn hẹp như thế chúng ta sẽ hiểu một cách là sai lệch không trọn vẹn như vậy muốn thân mình thanh tịnh thì sao ạ à? thì mình phải giữ ba cái giới thân không sát sinh mà ngược lại gì? phóng sinh bảo vệ sự sống thân không trộm cắp trộm cướp mà phải làm gì chia sẻ bố thí hiến tặng thân không tà dâm mà phải làm gì phải sống cuộc đời trung thủy và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình và mọi người khi các vị giảm được cái nghiệp sát sinh chuyển hóa được cái nghiệp sát sinh thì bệnh của mình sao giảm tại sao mình bị bệnh nhiều tại sao có nhiều người chết yếu tại sao có nhiều người cả đời nằm ở bệnh viện nằm trên giường bệnh hơn là ở nhà của mình bởi vì cái nghiệp gì nghiệp sát sinh và tổn hại cơ thể của người khác là đánh đập người khác cho nên khi chúng ta làm chuyển hóa được cái thân thanh tịnh là chúng ta đang chuyển cái thân bệnh tâm bệnh và nghiệp nghiệp bệnh phương pháp thứ hai là là khẩu thanh tịnh khẩu thanh tịnh là gì á là trâu dồi cái lời nói chúng ta nên từ bỏ lời nói dối nói thiêu dệt nói đâm thọc nói lời nguyền rủa độc ác mà phải trâu dồi lời nói gì lời nói chân thật lời nói xây dựng lời nói ái ngữ và lời nói gì từ ái thương yêu và hòa hợp với tất cả mọi người có một vị tỳ kheo vì cái tập khí và vô minh một hôm vị này lại giữa đại chúng đứng nói xấu ngài một kiền liên và ngài xá lợi phật mà các vị biết hai vị này là a la hán đệ nhất và đệ nhị hai cánh tay phải và tay trái của đức phật vậy mà vị tỳ kheo trẻ tuổi này vì nhắc thời vô minh cho nên dám nói giữa đại chúng Vài ngày sau, cơ thể của vị ấy bắt đầu đau nhức Bắt đầu nó nổi các cái mục, các cái vết, vết lở trên cơ thể. Một thời gian sau, thịt nó nứt ra. Máu nó tràn ra. Và những cái vết bủ hôi hám nó phủ khắp cả cơ thể của vị tỳ kheo đó. Khi chúng ta tạo khẩu nghiệp, mình vu khống, mình nói xấu, mình nói lời nguyền rủa độc ác là chúng ta đang tạo cái mầm bệnh, đang phát triển cái bệnh trong cơ thể của mình cho nên tu khẩu nghiệp thanh tịnh bằng cái bốn cái giới trong thập thiện giới đó, nó giúp cho chúng ta chuyển được cái nghiệp giảm thiểu và ngăn ngừa được cái bệnh duyên và thứ ba là tâm của mình sao không tham mà phải hướng đến gì sự thí xả chia sẻ hiến tặng không sân mà hướng đến trâu dồi tâm gì tâm từ bi và không si mà hướng đến gì trí tuệ hiểu biết trong chánh pháp thì nó sẽ giảm thiểu cái bệnh tật của mình. Như vậy ở đây kinh các kinh của Phật giáo nói chung là khuyên chúng ta nên làm sao mình phải tịnh hóa ba nghiệp của mình, phải trâu dồi mà muốn cho ba nghiệp của mình thanh tịnh thì phải làm sao? Phải giữ giới, phải sống theo giới của Đức Phật. Nó giúp cho mình cái sự phòng hộ an ổn và thanh tịnh. Và do đó khi một người sống thanh tịnh trong giới đức thì họ sẽ tạo nên những phép màu. Các vị nhớ Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của tịnh Độ Tông. Mỗi lần mà Ngài bị bệnh, Ngài không đi bác sĩ, Ngài không đến bệnh viện. Mà Ngài đặt một cái ly nước trong trên bàn thờ đó, Ngài niệm Phật. Ngài niệm Phật xong, Ngài uống, bệnh hết. Thì một số Phật tử tu tịnh độ đọc đến cái hành trạng của Ấn Quang Đại Sư cũng niệm Phật cũng đặt ly nước trên bàn thờ uống xong bệnh vẫn vũ như cẩn <laughs> vũ như cẩn là vẫn như cũ <laughs> nó không có thay đổi <laughs> tại sao ngài ấn quang á niệm phật vô ly nước uống hết bệnh nước sạch uống hết bệnh mà bình không hết bệnh các vị tại vì đạo lực tại vì công đức tại vì định lực của ngài là một vị tổ sư một vị cao tăng đời sống của ngài quá thanh tịnh khi chúng ta sống một cuộc đời thanh tịnh thì đó là một cái nhân duyên để làm giảm thiểu và chuyển hóa các bệnh duyên nghiệp bệnh trong cuộc đời của mình. Cho nên Ngài sống quá thanh tịnh cho nên nhìn cái gì cũng là vị thuốc hết. Hình tượng của Đức Phật Dược Sư là trong cái tư thế tay trái của Ngài đặt trong tư thế thiền định trên bình trên tay trái của Ngài là có một bình cam lộ Tư thế thiền định của tay trái tượng trưng cho sự an nhiên tự tại giữa dòng đời. Bình cam lồ là tượng trưng vị thuốc của chánh pháp. Tay phải của Đức Phật Dược Sư trong tư thế là ấn thí nguyện. Ấn thí nguyện này mang cái nghĩa đó là đi vào cuộc đời nhập thế độ sanh gần gũi với chúng sanh không có sự xa cách với với mọi người. Trên tay phải của Ngài có một cành thuốc. Cành thuốc này tượng trưng cho cái chân tâm Phật thánh. Người nào mà trở về với thể tánh thanh tịnh của chân tâm của cái pháp thân thanh tịnh của mình thì đó là một vị thuốc nhiệm màu để chữa chữa trị tất cả những bệnh duyên trong cuộc đời này. Hai chân của ngài trong tư thế thiền định thiền là một trong những cái nguyên nhân tạo nên cái sức mạnh nội tâm. Cơ thể của ngài vẽ được khắc trong hình dáng màu màu xanh Tại sao hình của Đức Phật Dược Sư màu sắc có là màu xanh? Màu xanh này tượng trưng cho sức mạnh. Một người nào có sức mạnh nội tâm vững chãi thì có khả năng miễn dịch bệnh tật, ngăn ngừa bệnh tật, chuyển hóa bệnh tật và làm chủ được chính mình. Cho nên khi chúng ta quan sát và chiêm ngưỡng hình tướng của Đức Phật Dược Sư thì đó là những cái thông điệp để khai thị cho chúng ta hãy trở về trâu dồi cái sức mạnh nội tâm để ngăn ngừa để làm cái tường rào che chắn những mầm bệnh ngoại duyên và ngồi chướng bên ngoài đưa đến và thiết lập một sự vững chãi giữa cuộc đời này và do đó khi chúng ta thấy đời sống của mình thanh tịnh trong nhân duyên trong cuộc đời này nó có một cái khả năng chuyển hóa cái bệnh tật ở trong cuộc sống của chúng ta có một vị lạc ma người đức sang bên uh, tây tạng và tu tập bên đó theo truyền thống mật tông một hôm thì cái vị người đức này bị một cái chứng là đau răng đau răng đau lắm mà nghe trong núi có một vị lạc ma đang ẩn tu có thể được trị chữa được nhiều bệnh đó. Cho nên ngài lặn lội mấy ngày đường đi bộ đi vào trong cái hang động đó để gặp vị cao tăng lạc ma chữa bệnh mà cái vị lạc ma này ở trong núi đó, ngài có một cái hạnh đó là tiết kiệm nước cho nên đôi khi một tháng tắm chỉ một hai lần thôi. Và xúc miệng thì khoảng một, một hai tuần xúc miệng lần. Tại vì thứ nhất là cái xứ Tây Tạng, xứ lạnh và nước mà tu ở trong hang động như thế nó hiếm lắm. Mà Ngài cái hạnh là ẩn, ẩn cư, ngãm đi ra ngồi. Và chỉ một mình Ngài sống trong đó thì đâu có thị giả, đâu có người phục phục vụ đâu. Cho nên Ngài phải hết sức là kiệm nước cho nên ít bao giờ xúc miệng và tắm thì cũng rất là ít thì khi mà cái vị lạc ma người đức này vào trong đó gặp cái vị đó thì vị lạc ma trưởng lão mới hỏi ngài có tin tôi không ông có tin tôi không dạ con tin con mới đến đây con mới tìm ngài chứ vậy thì nếu ông tin ta ta bảo ông nghe theo không dạ con nghe nếu nghe theo bây giờ hả miệng ra để làm gì các vị để vị này thổi cái khí trong miệng mình vào trong cái miệng của vị kia chữa cái bệnh đau răng Và... <laughs> cái vị lạc ma người Đức trước đây là một giáo sư nổi tiếng của các trường đại học tại Anh Quốc và Đức Quốc. Sau này vì một cái nhân duyên đặc biệt, ngài ông đã xuất gia và ông đã viết nhiều tác phẩm rất là nổi tiếng ngày nay. Thì ở, ông ghi trong cái nhật ký của mình đó, lần đầu tiên tôi cảm nhận một cái mùi khủng khiếp <laughs> khủng khiếp tức, tức là khi mà cái vị cao tăng kia thổi một cái luồng khí từ miệng qua đó vào trong miệng của vị này á vị này cảm nhận một cái mùi mùi lạ lạ khủng khiếp nhưng thưa quý vị không phải chỉ thổi một lần mà thổi bảy lần không phải chỉ thổi một ngày mà thổi bảy ngày và sau thời gian đó một điều kỳ diệu đã xảy ra cái bệnh nó biến mất chứ quen làm sao <laughs> bệnh biến mất. Cái bệnh đau răng biến mất. Thì khi mà vị này qua được cái bệnh đau răng mới trở về mới ngồi thiền mới ngẫm ra hai điều. Lý do nào mà bệnh đau răng biến mất biến, nhắc, biến mất. Thứ nhất, đời sống của vị kia quá thanh tịnh. Quá thanh tịnh. Cho dù ngài thiếu điều kiện về tắm rửa, về nước uống vân vân, nhưng mà ngài là một con người thanh tịnh chúng ta đánh giá, chúng ta xem xét một con người thanh tịnh không phải cái bề ngoài, không phải là cái trang sức, không phải là cái trang điểm bên ngoài mà cái giới đức, cái phẩm hạnh, cái năng lực tu tập, cái đạo hạnh ở trong con người đó có thanh tịnh hay là không. Cho nên khi mà chúng tôi học với ni sư bà Trí Hải, cái hôm đó thì thi sĩ Bùi Giáng qua đời. Sư bà Trí Hải mới phân tích về con người của Bùi Giáng. Ông có thể ngủ trong đống rác Ông có thể quần áo nó cũ kỹ, hôi hám, tóc tai thì không chải, không gọi, không 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 chăm sóc. Bề ngồi người ta cho rằng ông là con người bất thường, con người không có bình thường. Nhưng mà ai biết rằng trong tâm thức và cuộc đời của Bùi Giáng có một cái sự trong vắt, trong vẻo, hồn nhiên và vô cùng thánh thiện ở trong đó. Chỉ có những người ở trong cái tầng mức về về cái sở đắc tâm linh cũng như là những cái sự cảm nhận tương đồng với nhau mới nhận ra những cái điều đó còn chúng ta thấy bùi giáng đi lại trên con đường phố quần áo cũ kỹ rách rưới đầu tóc thì nó rối bời và đôi khi buổi sáng người ta thấy ông nằm trong đống rác thì cứ cho ông rằng là không có sạch nhưng mà cái sạch bên ngoài nó vô thường cái sạch bên trong nó mới là chất liệu quan trọng của cuộc sống Ừ. Cho nên cái vị lạc ma người Đức này ngài mới nghiệm ra, đời sống thanh tịnh giới hạnh thanh cao của vị kia là một cái vị thuốc chữa trị cái bệnh đau răng của mình, cộng thêm cái gì nữa? Cái niềm tin. Với cái niềm tin vào cái đạo lực và đức hạnh của vị kia đã giúp cho cái vị vị tăng sĩ người Đức này vượt qua cái chứng bệnh đau răng. Cho nên các vị thấy là khi chúng ta sống một cái cuộc đời thanh tịnh thì chúng ta sẽ có một cái sự chuyển hóa nghiệp bệnh và thân bệnh rất là màu nhiệm tuyệt vời trong cuộc đời này đó là cái yếu tố thứ hai yếu tố thứ ba ở trong giáo lý 37 phẩm trợ đạo của đạo đế của tứ diệu đế đó có một cái giáo pháp gọi là thất giác chi mình còn à rồi à, giáo lý là thất giác chi các vị nhớ 37 phẩm trợ đạo không rồi giờ kiểm, kiểm tra bài này <laughs> Thứ nhất là tứ gì? Tứ niệm xứ Thứ hai tứ gì? Tứ tranh cần Thứ ba Tứ như ý túc Thứ tư Ngũ căn Thứ sáu Ngũ lực Thứ bảy Thất bồ đề phần Thứ tám À Bác Giỏi quá giỏi Thưa quý vị, một điều sự thật chúng tôi không phải nói quá đó. Chúng ta đến với đạo Phật Dầu là xuất gia hay là tại gia Dầu là tu bất kỳ một pháp môn nào Trong đạo Phật Mà nói đến tứ diệu đế Cũng như đạo đế Mà chúng ta không biết Đó là một điều hết sức là đáng tiếc Và bất hạnh Bởi vì tất cả các pháp môn trong đạo Phật Tất cả các con đường trong Phật giáo Cũng đều dựa trên nền tảng Của tứ diệu đế Người nào Muốn có chánh kiến thì phải biết tứ diệu đế. Anh không biết về tứ diệu đế, đừng bao giờ nói đến chữ chánh kiến. Và mình khi mình không có chánh kiến thì đừng bao giờ tu đúng đạo Phật. Điều này cực kỳ quan trọng. Có nhiều người chỉ biết một vài pháp môn, chỉ chấp vào pháp môn đó, chỉ cho rằng pháp môn đó là tối thượng, không cần bất lập văn tự, không cần phải dựa vào kinh điển. Đây là một điều hết sức nguy hiểm dẫn vào chúng ta một sự chấp thủ và mê lầm trên con đường tu tập. Cho nên trong giáo lý bác chánh đạo, trong giáo lý tứ diệu đế, trong phần đạo đế là con đường thoát khổ đó, thì có cái phần là thoát giác chi. Một hôm thì Ngài Maha Kajip bị bệnh, Đại Ca bị bệnh, Đức Phật đến trùng tuyên lại cái pháp thất giác chi. Này Maha Diếp, Như Lai đã thuyết bảy giác chi, một người uh, như lai đã thuyết bảy giác chi này một cách chân thật, hãy nên uh, hiểu biết về bảy giác chi, hãy thực hành về bảy giác chi và thực hành một cách viên mãn bảy giác chi sẽ thành tựu được trí tuệ. nhờ có trí tuệ cho nên hiểu được tứ diệu đế, cho nên chứng ngộ được tứ diệu đế và chứng ngộ niết bàn giác ngộ và giải thoát. này ma ca diếp như lai đã thuyết niệm giác chi một cách chân chính. Nhờ thực hành niệm giác chi, nhờ thực hành niệm giác chi một cách viên mãn, hành giả sẽ thành tựu được trí tuệ. Nhờ trí tuệ đó sẽ hiểu được tứ diệu đế, sẽ chứng ngộ được tứ diệu đế, sẽ chứng ngộ được niết bàn giác ngộ và giải thoát. Này Maha Ca Diếp, Như Lai đã thuyết trạch pháp giác chi. Tức là đức Phật trùng tuyên bảy phần giác ngộ, bảy phần Bồ đề là bảy giác chi, từ là niệm, trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an định và gì nữa quá giỏi và xả và xả và khi mà đức phật thuyết bảy giác chi như thế ngài ca diếp hết bệnh nghe xong bảy giác chi hết bệnh một hôm tôn giả một kiền liên bị bệnh đức phật đến trùng tuyên bảy pháp giác chi tôn giả một kiền liên nghe xong hết bệnh một hôm đến lượt đức phật bị bệnh khi Đức Phật bị bệnh thì chư Tăng trong tinh xá đi vắng chỉ còn Ngài Mahachunda ở tinh xá. Đức Phật kêu Mahachunda vào đây. Ông hãy trùng tuyên lại bảy giác chi cho Như Lai nghe. Ngài Mahachunda sợ quá. Xưa giờ mình nghe Phật cho bao giờ mình mình thuyết cho Phật nghe đâu. Mà bây giờ đối diện với Đức Phật lần đầu tiên thả thuyết Pháp cho Phật tử hiền như nghe thì được. Chứ đứng trước Đức Phật làm sao nói nhưng mà Đức Phật đã dạy là phải làm theo. Và Ngài Mahachunda đã trùng tuyên bảy pháp giác chi, Đức Thế Tôn nghe xong hết bệnh. Cho nên đây là một cái truyền thống đã có từ xưa trong Phật giáo Nguyên Thủy. Khi một vị nào bị bệnh duyên, thì Chư Tăng sẽ đến tụng lại bảy phần bồ đề thất giác chi. Vì ấy nghe xong quán điểm về bảy cái phương pháp này sẽ tự chuyển hóa và tiêu trừ được cái bệnh duyên trong con người của mình. Như vậy thì các vị thấy bảy pháp giác chi này là bị bảy vị thuốc. Ví dụ như các vị đầu tiên là niệm. Niệm là gì? Niệm là ghi nhận, là đặt tâm trong giây phút hiện tại ở đây và bây giờ. Là nhận biết những gì đang diễn ra. Ví dụ như thường thường mình ăn thì bất kể, ăn thì thiếu chánh niệm, ăn thì không có chừng mực. Bình thường, giống như mình vua, giống như vua Ba Tư Nạc ăn bốn chén. Và tối hôm nay mình nghe xong và ngày mai mình ăn ba chén ba chén mình nhớ đến câu chuyện vua ba tư nặc với hoàng tử nhắc nhở à, người biết điều độ uống ăn khổ đau giảm bớt uh, tăng thêm tuổi trời giảm bớt chén lúc đó mình có chánh nhiệm á mình biết là nên ăn cái gì nên giảm cái gì nên cân đối cái gì nên phải thêm cái gì người có trách nhiệm là chúng ta nên biết chọn lựa thực phẩm để nuôi dưỡng cơ thể mà không tạo ra nghiệp sâu ác và nhân quả khổ đau. Người có chánh niệm là chúng ta nên biết mùa đông ăn thức ăn gì, mùa hạ nên ăn thức ăn gì. Người có chánh niệm là chúng ta không tiếp nhận thức những thức ăn ô uế của mắt, của tai, của mũi, của thân, của ý, của 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 nghiệp của chúng ta để chúng ta phải loại trừ những mầm bệnh đó ở bên ngoài. Cho nên khi các vị thực hành chánh niệm thì có một cái khả năng là gì? phòng hộ, bảo vệ và giảm thiểu những cái sự ô uế nó thâm nhập vào trong sáu căn của mình không chỉ vào trong thiệt căn mà còn lại năm căn còn lại là chúng ta khỏe thôi. Chúng ta sống có an vui thôi. Rồi thứ hai là gì? Trạch pháp. Trạch pháp là gì? Trạch pháp là suy xét chánh pháp. Trạch pháp là gì? Là tư duy đúng chánh pháp. Ví dụ mình nghe chữ vô thường thì mình chỉ hiểu mơ hồ về chữ vô thường thôi nhưng các vị mà có thời gian tĩnh tâm mình ngồi mình tư duy về hai chữ vô thường theo Đức Phật vô thường có mấy loại sát na vô thường nhất kỳ vô thường và biến dịch vô thường ông Phật thì chúng ta sẽ hiểu hơn về cái chữ vô thường và từ đó chúng ta sẽ ngộ và chứng đạt được cái lý vô thường trong cuộc sống trạch pháp là tư duy và xem xét chánh pháp một cách sâu sắc và đúng đắn thứ ba là gì tinh tấn khi mình hiểu pháp rồi á, khi mình bệnh á, các vị đừng có nên khi mình gặp bệnh duyên, các vị đừng nên xem hài nghe nhạc để cơn bệnh nó lắng xuống. Đó cũng là một cách của thế gian nhưng không hết bệnh đâu. Các vị nên làm gì? Nên nghe pháp, nên nhớ pháp. Và khi khi các vị các vị mà bị bệnh mà các vị nhớ đến pháp Pháp làm cho cái tâm của mình nó thư thái nhẹ nhàng Và thân của mình nó thanh lương và thanh khiết lại ai lắm vô cùng Cho nên là trạch pháp Rồi thứ ba là gì? Là tinh toán Tinh toán bỏ ác làm lành Trên bốn phương diện đó Thì đó là cái phương pháp để chuyển hóa bệnh Rồi gì nữa? Niệm trạch pháp tinh toán hỷ Hỷ rất là quan trọng Người nào mà tâm lý lạc quan và tích cực Thì bệnh nó mau Lành lạnh lắm, chữa trị lắm Người nào mà tâm cứ buồn buồn Sầu sầu, khổ khổ Thì bác sĩ khổ lắm bác sĩ khổ theo mình luôn còn cái người nào mà cái tâm lạc quan hỷ là các vị nên tập làm sao cười thật nhiều cười thật nhiều trẻ và đẹp lắm trẻ đẹp lắm. Cho nên, cái tâm mình hoan hỷ thì mình sẽ chuyển hóa được cái thân bệnh và nghiệp bệnh của mình thứ năm là gì là à, là à, kinh an cho xin lỗi kinh an kinh an tức là sự nhẹ nhàng các vị á, mình sống trong chánh niệm mình điều độ nhẹ nhàng mình không hấp tấp vội vàng tâm của mình khinh an, thân của mình cũng khinh an. Đó là một cái phương pháp để chuyển hóa được bệnh. Định, định là cái sự thiền định công phu, nhất tâm. Thiền là một phương pháp trị liệu bệnh tật rất hữu hiệu ngày hôm nay và một trong những phương pháp trị liệu bệnh trầm cảm đó là thiền. Một trong những phương pháp trị liệu những bệnh về tâm thức của chúng ta gọi là tâm bệnh đó là thiền. Và thậm chí thiền có thể trị liệu được những căn bệnh ung thư giống như là thầy chân pháp đăng đệ tử của sư ông làng mai từ chối phương pháp xạ trị và hóa trị tại huế trở về làng mai thực hành thiền chánh niệm đã chuyển hóa được bệnh ung thư và những bệnh trầm kha trong con người của mình cho nên thiền là một phương pháp trị liệu bệnh tật rất là tuyệt vời là sự cống hiến của trí tuệ ngày xưa cho cái con người trong thời đại ngày hôm nay và phương pháp cuối cùng là gì xả thủ dính mắt bám víu là nguyên nhân gây ra khổ đau và bệnh tật. Buông xả nhẹ nhàng tự tại đó là phương pháp chuyển hóa bệnh tật khổ đau. Bảy phương pháp thất giác chi này giúp cho chúng ta đạt được tự mình làm bác sĩ trị liệu cho bản thân. Niệm trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an định vã, định và xả. Như vậy cái phương pháp thứ ba đó là bảy giác chi bảy giác chi phương pháp thứ tư theo kinh dược sư là ngoài cái vấn đề mình điều độ ăn uống thanh tịnh ba nghiệp và thực hành bảy pháp giác chi thì kinh dược sư còn dạy chúng ta những phương pháp khác như là bố thí làm phước niệm phật lễ bái phật hoặc là chúng ta thắp đèn treo phướng, dâng nước thanh tịnh cúng dường trì chú dược sư niệm phật dược sư bố thí trên bốn phương diện thứ nhất là phải làm phước thông qua việc bố thí và cúng dường. Thứ hai, trì những cái giới pháp thanh tịnh. Thứ ba, mở lòng yêu thương không có hận thù người khác và thứ tư, sống sống trong cái tâm hoan hỷ không đố kỵ với người khác. Và khi mình thực hành những cái phương pháp này sẽ nó giúp cho chúng ta chuyển hóa được những cái khổ đau trong con người của chúng ta. Thành ra khi các vị bị bệnh á thì các vị có thể dùng cái năng lượng của sự yêu thương để mà ôm ấp cái nỗi niềm đó. Ở bên Úc có một vị có một cô gái ban đêm 12 giờ gọi cho một vị thượng tọa. Thầy ơi con đau quá, cơ thể con bây giờ nó đau nhất. Thầy giúp làm sao cho con bớt đau. Vị thượng tọa đó mới hỏi cô gái, trong cơ thể con, con đau nơi bộ phận nào là nhiều nhất? Và đó là cái gốc của bệnh của con. Thì cô gái nói, dạ con biết. Thì thiền sư nói bây giờ con phải bỏ thời gian chú tâm xem thử cơn đau nó phát xuất từ đâu và đau ở đâu là nhất hai ngày sau cô gái mới gọi lại thì mới báo rằng là dưới phần bụng con con đau phần bụng nhất thiền sư mới bảo cô gái con lấy tay con hoặc là tay của một người thân đặt nhẹ lên cái chỗ đau đó và con hãy gửi tất cả cái sự yêu thương trân quý kính trọng và hiền hòa nhất vào trong cái tay của con để năng lượng yêu thương đó nó truyền vào trong cái vết đau của của con các vị biết là cô gái đã thực hiện phương pháp này trong vòng 7 ngày cơn đau nó đã giảm thiểu một cách rõ rệt cộng với phương pháp trị liệu theo tây y thì cuối cùng đã hết bệnh cho nên khi mình có cái nỗi khổ niềm đau chúng ta đừng có thù có giận căng thẳng và sân hận sự căng thẳng và sân hận trong con người của mình nó chỉ tăng thêm cái sự hiểm họa cho sức khỏe và mạng sống. Cho nên khi mình trâu dồi những năng lượng của sự yêu thương nó chuyển hóa cái tâm gì? Cái tâm sân hận. Trâu dồi năng lượng của sự bao dung hiến tặng chuyển hóa cái tâm tham lam. Trâu dồi cái sự hiểu biết trong chánh pháp đúng chánh kiến thì chuyển hóa được cái tâm si mê. Khi ba cái nghiệp này căn bản mà được chuyển hóa lần lần thì nghiệp bệnh và những cái mầm bệnh trong chúng ta nó cũng sẽ theo đó mà chuyển hóa đó là một cái kết quả rất là rất là đặc biệt chẳng hạn như trong kinh dược sư dạy cho chúng ta phương pháp là trì chú dược sư nam mô bạc già phật đế bệ sắc xả lụ lô bệ lu li bác lạc bạc ra xà giả đắc thay yết đa gia a ra hát đế tam miệu tam bột đà gia đắc điệt tha án bệ sắc thể bệ sắc thể bệ sắc xả tam một yết đế to ha như vậy khi các vị tụng cái câu chú dược sư đó Nó có nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Trong tiếng Phạn á Na, nam à, mô là nam mô là nam nam bạc già phật đế ba Namo, gata nam mô bạc già phật đế bệ sát xả lũ lô bệ Lu, ly bai saya guru như vậy trong tiếng bali trong tiếng phạn á cái câu chú này có nghĩa là Kính lễ Đức Thế Tôn, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bậc A La Hán, bậc Chánh Đẳng Giác. Đây là lời như thật, tất cả các bệnh sẽ được chuyển hóa trị liệu nhờ vào cái phương thuốc phương thuốc của ta. Cái nghĩa của câu chú dược sư là như vậy kính lễ đức thế tôn đức dược sư lưu ly quan như lai ngài là bậc a la hán bậc chánh đẳng giác đây là lời chân thật tất cả các bệnh duyên trên cuộc đời này sẽ được chuyển hóa và trị liệu theo cái phương pháp của theo phương thuốc của ta vậy thì phương thuốc mà đức phật dược sư đã nói trong chú dược sư đó là gì đó là giữ một đời sống thanh tịnh chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh từ thân khẩu và ý của chúng ta chúng có gì hết đó. mà chúng ta tụng cái câu chú đó mục đích là gì để định tâm để nhắc tâm tâm của mình mà có sự chú tâm an định nó tạo nên một cái gì, một cái vị thuốc để chuyển hóa những cái bệnh duyên trong con người của mình. Như vậy thì thưa đại chúng, thì hôm nay chúng tôi chia sẻ cho đại chúng một vài cái lời dạy của Đức Phật về cái sự nhận thức đối với cái bệnh duyên trong con người và trong cuộc sống ngày hôm nay. Và quan trọng là chúng ta phải biết nguyên nhân từ đâu để chúng ta có những phương pháp trị liệu. Và đối với Đạo Phật, Đức Phật dạy có thân là có bệnh, nhưng quan trọng làm sao thân bệnh mà tâm không bệnh. Và đó là cái câu hỏi của Nakula 120 tuổi đến gặp Đức Phật. Thưa rằng, con đau quá, con đau nhức quá, Đức Thế Tôn dạy cho con phương pháp nào để mà giảm thiểu đau nhức Đức Phật dạy cho Nakula rằng, có hai hạng người trên cuộc đời này Hạng người thân bệnh mà tâm cũng bệnh, đó là hạng người không biết chánh pháp. Khi thân của họ bệnh, tâm của họ rơi vào sự đau đớn, tuyệt vọng và khổ đau. Hạng người thứ hai là thân bệnh mà tâm không bệnh, đó là những người con của Đức Phật. Thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh? Khi chúng ta thọ cái bệnh trong cơ thể, chúng ta phải quán chiếu ba điều. Điều thứ nhất chính sự tham ái chấp thủ bám víu vào cơ thể này sinh ra tâm bệnh. Nếu các vị thấy cơ thể này là ngũ uẩn là tứ đại hợp thành là do duyên sinh thì có cái gì là ta là của ta? Chúng ta xưa nay cho rằng cái thân này là của ta là ta, nhưng nếu là ta là của ta tại sao mình không muốn nó bệnh nó vẫn bệnh, mình không muốn nó già nó vẫn già? Như vậy mình có làm chủ được cái ta, cái thân của mình đâu mà gọi là ta là của ta. Đó là một cái sự chấp thủ sai lầm. Cho nên khi mình quán chiếu cái lý nhân duyên để hiểu được đây là do nhân duyên chứ không phải ta. Ví dụ như mình đang bệnh, mình biết rằng là tứ đại đang bệnh, ngũ uống đang bệnh. Thì thân của các vị tuy có bệnh nhưng mà tâm của các vị có chánh kiến, có trí tuệ sẽ có sự tự tại và tâm không có bệnh. Và từ cái quán chiếu nhân duyên để thấy được cái đó không phải là của ta là ta thì các vị sẽ đạt được một trí tuệ vô ngã trí tuệ duyên sinh không còn tham ái không còn bám víu tất nhiên mình nhờ vào cái thân để sống nhưng đừng làm nô lệ cho cái thân của mình đừng có dính mắc vào cái thân của mình hãy sống tùy duyên hãy sống trí tuệ khi mà các vị sống có trí tuệ như thế thì thân bệnh mà mà tâm không bệnh chúc cho đại chúng luôn trâu dồi cho mình một cái sự chánh kiến hiểu biết trong chánh pháp, sống an lạc hạnh phúc trong đời này và đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình còn thời gian không ạ? À mời cô, cô có câu hỏi. Kính thưa thầy, thưa quý sư cô, thưa đại chúng, là con có câu hỏi về về cái bệnh trầm cảm mà thầy nói, như nãy thầy nói bệnh trầm cảm là là, là tâm bệnh như vậy có thể nào vừa là tâm bệnh mà vừa là nghiệp bệnh mà vừa là một có một cái thế giới vô hình nào nó tác động hay không thứ hai câu hỏi thứ hai là à, nếu mình áp dụng Phật pháp vào trong việc trị bệnh trầm cảm như thầy nói nó là áp dụng thiền nhưng mà theo con con thấy cái người trầm cảm cái tâm của họ nó rối tùm lum hết, nó không tập trung mà nó suy nghĩ ảo tưởng tùm lum hết. Như vậy thì ngồi thiền ngồi yên rất là khó. Thì thì ngoài cái thiền đó thì cái bước đầu tiên đó, mình phải áp dụng cái cái Phật cái pháp nào để mà cho họ tâm họ nó bắt đầu nó lắng xuống rồi mới ngồi thiền. Dạ xin con xin hết Dạ, cảm ơn cô Thưa đại chúng à, Chúng ta đang sống trong một thế giới Mà đối mặt với nhiều cái hiểm họa và bệnh tật Thì trầm cảm là một trong những cái hiểm họa rất lớn Vậy thì à, trầm cảm nó thuộc về thân bệnh, tâm bệnh hay là nghiệp bệnh à, Xét từ góc độ tâm lý học Phật giáo Tại sao mình rơi vào trầm cảm Điều này Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa Là trong cái Vedana Trong cái uh, giáo lý ngũ uẩn á, Sắc, thọ, tưởng, hành và thức Sắc là Rupa Thọ là Vedana Tưởng là Sanya Hành là Vedana Và thức là Banya Hay là, là uh, 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 Vinyana Vinyana thì cái yếu tố thứ hai là thọ. Thọ là Vedana, là cảm thọ hay là cảm xúc. Cảm thọ trong Phật giáo có dạy ba loại cảm thọ. Lạc thọ, khổ thọ và xa thọ. Lạc thọ đó là nó sinh ra cái tâm gì? Tâm tham. Ví dụ như là cái chuông này mình thích. Này. Thì mình giàu ở Việt Nam cũng nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay sao qua hình cái chỗ này thấy chuông nó đẹp lạ lùng. Đẹp lạ kỳ. Lát nữa tự nhiên khởi lên cái tâm ước gì mà sư ở đây <laughs> à, có một cái gì để làm kỷ niệm cho mình ha? À, nếu mà sư hỏi thầy ơi, thầy muốn có cái gì kỷ niệm trong tịnh thất này cho thầy không? À, mình chỉ cái này liền. <laughs> thầy nói nói vậy thôi, cho chúng tôi chuông nhiều lắm rồi. <laughs> Thì cái đầu tiên cái, cái lạc thọ phải không? Lạc thọ nó sinh ra tâm tham, tức là mình thích cái gì mình muốn nó thuộc về mình. Như vậy thọ là nguyên nhân trực tiếp sinh ra phiền não, sinh ra tâm tham. Như vậy lạc thọ sinh tâm tham thì khổ thọ sinh ra tâm gì? tâm sân. Tức là mình thích cái đó mà không được mình tức, mình tức sinh ra gì? sân hận. Còn cái không khổ không lạc á, không khổ không lạc là gì? Không có cảm xúc, không cảm xúc là xả thọ. Xả thọ là một trạng thái không có biết mình vui cũng không cảm nhận mình buồn thì nó đưa đến cái nguyên nhân là gì si nó đưa đến cái hệ quả là gì là si tham sân si mà cái si này á, là rơi vào cái bệnh gì trầm cảm trầm là gì các vị trầm là chìm cảm là gì là cảm xúc nghĩa là cái cảm xúc của chúng ta nó bị biến mất nó không có sống không có cảm xúc Người mà sống không có cảm xúc Anh không biết đang ăn gì Đi không biết đi đâu Nghe ca sĩ không biết ca sĩ nào Nghe thì có nghe đó Nhìn thì có nhìn đó Nhưng mà không biết mình đang nghe, đang nhìn cái gì Cảm xúc đâu có Cho nên khổng tử nói cái câu là gì Tâm bất tại yên Thị nhi bất thính Thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị Tâm của mình không có mặt Nhìn mà không thấy Lắng mà không có nghe Ăn mà không biết vị gì hết Hồi nãy chúng tôi ăn dưới Ăn vị nó ngon quá Tại mình không có bị trầm cảm <laughs> Thì thưa quý vị rằng là Trầm cảm tức là mất cảm xúc Không còn cảm xúc Giống như cái câu Mà chúng ta biết là Hôm nay trời nhẹ lên cao à, Tôi buồn Không hiểu vì sao tôi buồn Mình không biết và khi mình rơi vào cái trạng thái trầm cảm đó là nó thuộc khổ về gì các vị? Đó là cái cái bệnh thuộc về tâm lý. Tâm lý. Mình không có một cái tâm lý ổn định. Và tại sao mình bị cái bệnh về tâm như thế? Là bởi vì cái đời sống vật chất của mình đó, căng thẳng quá, áp lực quá, bị thua thiệt quá, bị dồn nén quá. Nó đưa đến trạng thái tâm lý như thế. Như vậy, cái, cái nhân á, là do tâm lý mà cái duyên là do gì? do đời sống của vật chất, của thân bệnh, của cái thân mình. Rồi một cái duyên khác nữa là gì? do cái sự thiếu hiểu biết về cái cảm xúc của mình và chuyển hóa. Như vậy thì nguyên nhân chính là do cái cái tâm bệnh, của mình. tâm bệnh. Và bây giờ nói rằng là thiền, câu hỏi thứ hai là thiền có thể chữa cái bệnh trầm cảm như thế nào? Thì thưa quý vị. Chúng ta đừng nói đến thiền tứ, niệm xứ thiền chỉ, thiền quán 40 đệ mục hay là gì hết á. Chúng ta nói đến thiền chánh niệm. thiền chánh niệm là hãy sống ở đây và bây giờ. Và bên cạnh những người bệnh trầm cảm đó phải có những vị thầy, những vị thiền sinh, những vị thiền sư gần gũi, chia sẻ. Hãy đưa những người đó đến gặp các vị thiền sư cùng sống với nhau. Tạo những cái niềm vui trong chánh niệm biết đi, biết đứng, biết nằm, biết ngồi trong chánh niệm. Và khi những cái bệnh nhân kia thực tập những cái phương pháp chánh niệm trong ăn uống, trong đi đứng, trong nằm ngồi, trong giao tiếp thì họ sẽ vực dậy cái cảm xúc, cái cảm nhận của họ, những gì đang diễn ra nhờ cái năng lực chú tâm và thiền định của vị thiền sư này sẽ hỗ trợ tâm linh cho vị ấy, sẽ trở về với đời sống thực tại, dần dần vị ấy sẽ an trú trong từng bước chân trong từng hơi thở, trong từng nhịp đập của con tim và vị ấy sẽ trở về với đời sống thực của mình. Và từ đó mình truyền những cái phương pháp nó sâu sắc hơn, nó cao siêu hơn và nó sẽ hữu hiệu hơn để giúp cho người ấy quân bình trở lại giữa đời sống thân và tâm. Cho nên thiền thì có rất nhiều loại thiền mà phương pháp thiền của phương Tây ngày nay gọi là Mindful Meditation hay là Meditation on Mindfulness thiền chánh niệm hiện nay một cái tin vui là ở tại Anh Quốc 374 ngôi trường trung học đã đồng ý chọn cái môn thiền làm một cái môn học để giúp cho các học sinh giảm thiểu những cái căng thẳng áp lực và thực và chuyển hóa đẩy lùi cái bệnh trầm cảm của tuổi trẻ và học sinh ngày hôm nay một đất nước Anh Quốc là một đất nước của Thiên Chúa vân vân nhưng mà người ta thấy được cái lợi ích của thiền chánh niệm đưa vào trong trường học giúp các học sinh liền. Cho nên chúng ta thấy rằng là đối với cái bệnh nhân này thì chúng ta chọn những phương pháp pháp thiền nào đơn giản, nhẹ nhàng và thiết thực. Có thể dẫn dắt họ trở về với đời sống à, nhẹ nhàng quân bình trở lại và giúp họ chuyển hóa cái bệnh của họ. Bộ Sư Mâu Ni Phật. Cái người thân ở trong gia đình chăm sóc cái người bị trầm cảm đó mà theo như cái thông thông tin ở của y khoa người ta nói cái người chăm sóc rất dễ bị lây cái trầm cảm đó. Thế vậy thì theo theo thầy thì cái người thân chăm sóc cái người bệnh trầm cảm uh, nên áp dụng Phật pháp như thế nào? được con cảm ơn. Dạ thưa rằng là những cái người thân á bên cạnh những bệnh nhân trầm cảm á chúng ta phải có một cái bản thân mình phải có một cái sự nỗ lực trau dồi một cách tốt đẹp bằng cách là chúng ta phải luôn luôn dành cái thời gian để để trau dồi cho mình một cái khả năng nội tại gọi là sức mạnh nội tại qua cái công phu thực tập và khi mà chúng ta hiểu và có một cái sự hành trì trong đời sống của mình đó thì nó sẽ có một cái điểm tựa và khi mình cảm thấy có một cái gì đó nó không ổn giữa mình đối với bệnh nhân kia và có cái nguy cơ mình sẽ bị đồng hóa, mình sẽ bị lây lan với bệnh nhân đó. Mình phải kịp thời để nhờ cái sự trợ giúp của những người thân, nhất là trên lĩnh vực tâm linh. Tâm linh thì nó giúp cho mình sẽ không có bị vơi đi cái năng lực, năng lượng của mình và bị sự chuyển hóa một cách tiêu cực như thế. Cho nên đối với những người thân mà chăm sóc bệnh nhân trong kinh Đức Phật dạy á là người chăm sóc những người bệnh á phải có những đức tính. Thứ nhất là sự tập trung định tâm. Cũng giống như mình pha thuốc cho bệnh nhân của mình uống á, mà tâm của mình tán loạn là pha lộn thuốc á, Mà pha không đúng liều lượng càng nguy hiểm hơn. Cho nên cái cái phẩm tính đầu tiên là phải có sự định tâm và tập trung cao độ. Thứ hai á là phải có sự kiên nhẫn kiên nhẫn tại vì bệnh nhân thì đôi khi những cơn đau những cái cơn buồn của họ nó ảnh hưởng mình phải kiên nhẫn thứ hai phải có tâm từ thứ ba phải có tâm từ có sự yêu thương lòng từ bi để giúp đỡ cho người kia thứ tư là mình phải có niềm vui mình phải chế tác ra những niềm hoan hỷ hạnh phúc để truyền thừa và chia sẻ hiến tặng những niềm hạnh phúc của mình cho người bệnh nhân đó qua những cử chỉ, qua những lời nói ngộ nghĩnh, qua những ánh mắt tươi vui và những hành động rất là thân thiện của mình với người đó. Và thứ năm nữa là mình phải có một cái sự lắng nghe, truyền thông với người đó. Những lúc mà người đó đang căng thẳng và tuyệt vọng, mình hãy là một vị Bồ Tát quan thế âm. Để lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của người đó. Và chính cái sự lắng nghe trong cái tinh thần từ bi và kham nhận đó sẽ giúp cho người kia vơi đi cái nỗi khổ của họ đang có mặt. Cho nên vai trò của một người chăm sóc bệnh, nhất là những vị bác sĩ và y tá đó, rất là lớn, rất là lớn. Chúng ta phải cố gắng làm sao trong cái nhân duyên của gia đình mình và những cái cộng đồng mình, mình thấy mình có đủ khả năng, mình có thể chia sẻ, giúp đỡ. Nhưng khi khả năng của mình nó đã có chuyển hướng sang một chiều hướng tiêu cực và suy thoái vân vân thì chúng ta phải dừng lại ngay và nhờ nhờ cái sự hỗ trợ của nhiều người khác bởi vì đôi khi chúng ta thấy cái cái con người của chúng ta và cái sức chịu đựng của chúng ta nó có cái hạn thôi nó có giới hạn nó có cái ngưỡng chúng ta đừng vượt qua cái ngưỡng đó làm cái gì vừa phải thì tốt nhất còn vượt qua cái ngưỡng mà chịu đựng và áp lực thì bao giờ cũng rơi vào cái chiều hướng là tiêu cực trong cuộc sống một nguyện đêm công đức này hướng về khắp tân cả để tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo